Và ngay lúc này để mở đầu chương trình và cho phát kỳ tướng cùng xin được gửi tặng cho Tăng Lan và Tăng Nương trong khi chờ đợi những tiếng hát cho đôi từ với tất cả quý vị. Và xin mời quý vị cùng thưởng thức một sáng tác nhạc sĩ Anh Tú, bài hát có tựa đề Nắm Lấy Tay Anh. Xin mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức. Bài này sao đọc tí xíu, mong rằng các cô các chú bên dưới thông cảm nha. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lớn, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đời ta cũng sẽ không xa rời. Sai đôi hạnh phúc đợi đợi chỉ một thế thôi, đến tận cuối cùng tôi sẽ cũ trôi. Anh mắt sáng ơi, cầm tay bước đi tiếng như các lời mà anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi. Một sớm mai khi tôi sẽ anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh gửi nhớ. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật ấm, hứa với nhau một con sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ ơn. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật ấm, để hứa với nhau một con sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đời ta cũng sẽ không xa rời. Sai tôi hạnh phúc đợi tôi chỉ một thế thôi, đến tận cuối cùng tôi sẽ cũ trôi. Anh mắt sáng ngời, gom tay bước đi tiếng như các lời mà anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi. Một sớm mai khi tôi dậy, anh nói rằng hãy ghi anh và bên anh gửi nhớ. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật ấm, hứa với nhau một con sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ ơn. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật ấm, để hứa với nhau một con sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đời ta cũng sẽ không xa rời. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật ơ, hứa với nhau một con sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ ơ. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật ơ, để hứa với nhau một con sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đời ta cũng sẽ không xa rời. Cảm ơn quý vị đã cùng thưởng thức bài hát đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng làm bài hát để mở đầu cho tất cả quý vị bên dưới của chúng ta sẽ cùng chuẩn bị những bài hát của mình quý vị nha, để cùng đăng ký với chúng tôi và Zalo chương trình.